Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game hoàn toàn mới. Tựa game này mang tên là Đột Kích 3Q. Nó sẽ là sự kết hợp giữa cái tựa game huyền thoại Jumbo Lùn bắn súng anh em, mà hồi bé anh em hay chơi ấy, với các nhân vật ở trong Tam Quốc 3Q theo kiểu chibi rất là hay. Thì cái tựa game này sẽ ra mắt vào sáng ngày mai 10 giờ sáng ngày 15 tháng 7 nha anh em. Và hiện tại thì anh em hoàn toàn có thể là tải game về trước rồi. Thì mình đã có may mắn được chơi thử cái bản gọi là bản trải nghiệm anh em ạ. Rồi thì mình sẽ để link tải của Android, iOS và các code ở phía dưới để anh em có thể vào và nhập nhá. Rồi mình sẽ vào thử xem cái gameplay nó như thế nào ta. Rồi chúng ta đang vào cái server Gia Cát Lượng năm 2034. Như game có tiếng à. Ok, chúng ta sẽ tắt cái này đi và cho tiếng nó nhỏ một xíu. Ok, bắn zombie à? Người dân à? Người dân thành phố đang bắn zombie anh em. Và khi mà nhật thực, bọn zombie nó sẽ tiến hóa chăng? Theo mình đoán nó sẽ tiến hóa, mình sẽ cho nhỏ nhỏ tí nhá, sợ nó hơi to. Và nó nhảy bổ tới để nó ăn thịt người. To rồi. Zombie hóa trào à anh em? Kiểu dạng như vậy. Wow, sấm sét xuất hiện. Bóp cổ luôn. Này thì làm sao mà đỡ được? Có ai đấy cứu không? Và khi hết nhật thực thì ban ngày trở lại, có cái gì xảy ra không? Ồ, đây là Tào Tháo ấy, phải không anh em? Nhìn giống Tào Tháo lắm nhá. Tào Tháo đang đi săn con hươu, à con nai. Không anh em ạ, con zombie đã từ gọi là thế giới hiện tại nhảy một phát về thế giới Tam Quốc. Cái méo gì đây? Hạ Hầu Đôn nghe lệnh. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, quân phe Tào Tháo chắc cú rồi anh em. Hạo Đôn đi giết con zombie chăng? Chúng ta sẽ đóng vai các nhân vật trong Tam Quốc để đánh bại bọn zombie anh em ạ. Hình dáng kỳ quái kìa. Hình như khả năng là cắn, nó cắn luôn Hạo Đôn luôn anh em. Chém thôi, ui bị cắn rồi. What the hell man? Bị cắn là chắc chắn là sẽ biến thành zombie chăng? Oh, oh, oh my god. Biến thành xác sống luôn rồi. Ảo thật đấy. Cái game này có cốt truyện ha. Dạ. Hạo Đôn quay về. Nhưng mà rất tiếc đã bị biến thành zombie rồi. Cả thế giới Tam Quốc đã bị biến thành zombie. Và bây giờ của lúc ấy, vãi nồi, Gia Cát Lượng có khẩu súng AK này. Không, vãi nồi. Ai đây, ai đây, ai đây, nhân vật nào đây? Ôi, Quan Vũ ơi. Đây là Ngũ Hổ Tướng anh em. Trương Phi này, Triệu Vân này, Mã Siêu này. Và ông Bắn Cung nữa. Ông Bắn Cung là gì nhỉ? Quên biết tên rồi. Tiên quên mất tên ông ấy. Ôi, có zombie thật anh em ạ, zombie này. Còn anh em thấy tiếng nó hơi bé không? Ok. Oh my god, sao cái màn hình nó hơi bị co ra. Không, cái game này là thế anh em ạ. Tiếp vào game chắc là nó sẽ to hết nhá. Gia Cát Lượng. Ok. Chúng ta sẽ cho qua phần này đi. Đây là Quan Vũ. Những vũ khí này trông thật thú vị. Tanh gì nhỉ? Thanh Long Yểm Nguyệt Đao của Quan Vũ đâu rồi? Bây giờ ông ấy dùng luôn khẩu súng. Wow, ảo thật đấy. Rồi chúng ta có thể di chuyển được ha. Đây, có thể di chuyển được. Rồi ok boy. Nhìn đồ họa đẹp phết nhờ. Đồ họa theo kiểu chibi nhưng mà giờ đây có những cái hàng rào ấy. Nhảy qua à, nhảy qua tiếp. Bắn à. Bắn phá hủy hết cái tượng. Ui mẹ ơi, zombie anh em ạ. Cái nồi ấy nhá. Bắn sau. Ai chà, bị choáng rồi. Thế thôi cưng. Mày đánh sao quái tao. Tiếp mình sẽ nhảy lên nha anh em ơi. Woo. Vậy nồi không bạn ơi. Nào. Hay phết anh em ạ. Nào, bắn xịt kìa. Ui sời ơi. Nó gọi là đỉnh của chóp à. Rồi, né ngay bạn ơi. Né nghe bạn ơi. Nào. Oh, wow. Mình bắt đầu là quen rồi đây anh em ạ. Mình cứ thấy đây là game kiểu ấy cơ, nhưng mà đây là game kiểu thời gian thực. Khá là hay. Khá thích kiểu game như thế này. Tèo luôn anh em ơi, làm sao mà có thể đỡ được ta. Ha. Cưng à. Quái vật thật là lớn anh em ạ. Sợ đánh nhau. Ôi chạy rồi, té rồi. Thanh niên kia té rồi. Oh, vẫy nổi ra các lượng cưỡi máy bay ạ. À. Ảo nhỉ. Mã Siêu. Chắc là liên quân tiền trạng của Tào Tháo bắt đầu tấn công rồi. Hình như là tất cả quân của Tào Tháo biến thành zombie thì sao anh em ạ. Trương Phi. Chúng em mau đến hỗ trợ.
Ok, let's go. Lên thôi anh em. Chúng ta sẽ nhập tên thôi nhá. Và mình sẽ nhập tên là Thành Ezi là chắc chắn rồi này. Chính xác là Thành Ezi. Ok. Đấy, Thành Ezi đã bắt đầu vào thế Tam Quốc. Đây là một tựa game Tam Quốc, nó không hề giống với bất kỳ tựa game Tam Quốc nào trước đây mình từng chơi. Thường là sẽ là đấu tướng theo lượt chủ yếu. Đó, chúng ta sẽ hãy chọn tượng quan tướng quân xuất thành để mạo hiểm nào. Ồ, đây là bản đồ anh em ạ, chúng ta sẽ vượt ải nhé. Ở đây có 3 loại zombie và nhận thưởng sẽ cả sách gì đó ngày xưa. Hay nha, game nhìn nó có vẻ ổn áp hết ta nhờ. Yeah. Nhưng mà thỉnh thoảng là không có tiếng nhỉ. À đây có tiếng không? Vì sợ tiếng game nó hơi bị to quá ấy. Nó có to quá không? Anh em sợ nghe to quá không? Chắc như này là vừa rồi ha. Wow, đi máy bay trực thăng xuống, trực thăng chiến đấu luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. Ok, lên, let's go, let's go. Wow, zombie đang ăn thịt người dân kìa. Chúng ta sẽ hạ nó rồi anh em ơi. Sồi, đơn giản. Đơn giản bạn ơi. Các bạn, tôi đánh con boss tôi còn đánh được. Ui, có độc à? Ok. Đây, sắc sắc người thôi anh em ạ. À, hell man. Đừng đùa, ôi rồi, mất máu ơi. Mấy con lợn này thì nó giả chết anh em ạ. Bà bán thịt cầm dao và cô thôn nữ tất cả những zombie hết rồi kìa. Bánh bao, bánh bao, bánh bao. Bánh bao tăng máu ạ. Có cái hộp gì đây? Ok. Giống kiểu Jumbo lùn với giống kiểu con cha anh em. Giống kiểu con cha ấy. Cái kiểu chơi là giống ấy mà. Nhấp vào và mở nó, ok. Ném bom ạ, à, thì ra như vậy. Cái bom nó à, ném lựu đạn thì nó sẽ có. Úi xôi ôi. Bạn ơi, từ từ nào. Nó, úi con này nó chạy nhanh thế. Con này chạy nhanh thế ta. Quay đây, quay đây, quay đây. Một phát bom này. Bom băng, bom băng, bom băng. Trời ơi. Giết từng con một, giết từng con một, giết từng con một. Đừng, 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 đừng. Nhờn này. Băng này. Lựu đạn băng anh em ạ. Khiến nó giảm tốc độ di chuyển xuống nhá. What? What the hell man? Đông thế. Đông thế bạn ơi. Đông thế bạn ơi. Ui, ui, ui. Khó chịu thật đấy. Mày. Mày nhợn, mày nhợn. Chạy, 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 chạy. Ơ, súng của tôi đâu rồi? Hết đạn ạ. Hết đạn rồi anh em ơi. Có mỗi còn khẩu súng lục thôi. Ui, ui. Cho mất đến bao nhiêu máu rồi kìa. Đông quá anh em ạ. Game mình hay đấy, đánh vui phết. Có gì không? Có tiền thôi. Tiền xu thời ngày xưa anh em ơi. Chúng ta sẽ kiếm thêm được một chút xíu xíu gì đấy ở bên này. Rồi, và chúng ta trở lại với cái thành phố của chúng ta rồi anh em ơi. Chúng ta thăng cấp từ 1 đến 2. Trang bị cũng lên được 2, thể lực lên được 42. Chúng ta sẽ vào đấn triệu hồi này. Chúng ta sẽ mua ai đây? Đã mua sách AP. Chúng ta được tướng nào đây? Ai đấy? Cam Ninh à? Cam Ninh bên phe Tôn Quyền à? Vũ khí súng shotgun, loại tướng công mạnh thủ yếu, tàn sát tướng. Đấy, công mạnh nhưng mà thủ yếu anh em ạ. Rồi, ok, chúng ta sẽ sang ải 2 nhá. À, vào đây mình sẽ chọn Cam Ninh. Thằng nào? Thằng nhân vật chính của mình thì mình cũng chưa biết thằng nào luôn. Như vậy mình sẽ có thêm một đồng đội hỗ trợ mình nữa anh em ạ. Chắc nó sẽ là do máy điều khiển và nó sẽ auto bắn nhá. Auto bắn thôi. Đạn bay trên trời, ok. Ui, Quan Bình ạ. À, Quan Bình là con của Quan Vũ. Rồi, thực ra thì mình cũng khá là hiểu biết về cái thế giới Tam Quốc này chứ. Rồi, ra cát lượng đi xe quả xe bựa thật sự luôn. Ua, hóa điên à. Ui, ôi, mình đang dùng Cam Ninh chứ không phải dùng đấy đâu. Có dùng con này đâu. Sao được dùng mỗi con nhỉ? Min nổ. Ôi, mỗi con nó sẽ có một loại kiểu đánh khác nhau nha anh em. Hay phết nhỉ. Đùi gà cỡ lớn. Nhưng mà chắc mình đi vào đấy chắc mình sẽ nổ ấy. Cái này phải dẫm vào cơ nha anh em. Đấy nha, nó phải dẫm vào cơ. Súng shotgun bắn sướng thế nhỉ. Ok, vào đây bạn ơi. Vào đây bạn ơi.
Nice. Đổi súng kiểu gì ra? Bánh bao đấy. À bánh bao đã. Nhờ. Thế sao? Mở hòm phá hòm đi. Chibi là mình thích rồi. Kiểu dạng chibi là mình rất là thích luôn. Oh, có boss anh em ạ. Ai à, con boss. Chúng ta sẽ... Ui, bắn cái gì ấy? Sợ thế nhở? À đây, dưới mình có thể đổi được anh em nhá. Phía dưới mình có thể đổi được tướng nhá. Né 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 né. Thằng này chậm lắm anh em ạ. Thằng này cực chậm luôn ý. Thằng này thực chậm. Và cái đạn của Cam Ninh ấy thì nó khả năng là bắn lan shotgun, mà bắn càng gần nó càng khỏe anh em ơi. Tôi còn chưa sử dụng tuyệt chiêu bồn cầu cơ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Cái này hoàn toàn anh em có thể chơi trên mấy cái phần giả lập cũng được nhá. Giả lập thì mình thấy nó cũng ổn, nhưng mà anh em phải cài đặt nút. Nó không giống như những cái tựa game theo lượt. Tức là anh em nên chơi trên điện thoại. Và mình đã chơi trên điện thoại đây. Đấy, chạy rất là mượt mà, không có hiện tượng giật lag gì cả. Và nó có các nút ấn ở đây thì nó rất là dễ. Wow, quả cưỡi ngựa rồi anh em ạ. Nhận được báo cáo từ quần chúng. Có người đang tụ họp. Chuất nha. Cái gì đấy? Vãi nồi à. Làm khó được anh chàng. Có khối ấy nhá. Cái ngựa anh em, con ngựa buồn cười ơi. Có lữ bố không nhỉ? Có xích thố không ta? Mình rất là thích luôn. Hoặc là Triệu Vân cũng được. Cái nồi gì đấy? Holy shit. Con này không bắn được à? Mình đang sử dụng đây ok. Meo rồi dùng thằng kia nữa. Boss. Xe tăng ạ. À. Ảo thế. Vãi nồi, xe tăng ạ. Nó mang từ thế giới tương lai tới xe tăng luôn. Né được mà anh em. Con này chỉ đứng nguyên đấy. Thử không? Thử đòn đó. Né thôi bạn ơi. Ui, bắn một cái nó tèo luôn anh em ạ. Rồi cho lấy rất rất nhiều vàng bên này. Hí luôn đấy. Tuyệt vời luôn. Quá hay ho luôn, gì đó đúng không? Good game luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ ấn vào trong cái tướng đây. Quan Bình. Và chúng ta ấn vào cuốn sách này để tăng cái sức mạnh lên. Triệu Vân này, Triệu Vân từ cấp SS anh em ạ. Quan Vũ vẫn chưa nhận. Chu Thương. Hoàng Cái. Ờ đúng rồi, mình quên mất cái ông bắn cung là Hoàng Cái thôi. Già gân nhưng mà bắn bách phát bách trúng kiểu dạng như vậy. Ai 4. Bắt đầu tham chiến à. Let's go. Tiến lên nào. Rồi anh em ơi, chúng ta ở đâu đây? Quan Bình, Trương Giang cách ly. Lại tự ý tổ chức tiệc rượu. Covid này. Gieo gió gặp bão, đáng thương cũng đáng ghét. Ai đấy? Chúa công chắc là Lưu Bị rồi. Quân sư đã tạo riêng cho một loại vũ khí, nghe nó có thể xuyên giáp kẻ địch. Ok. Ông đi theo mình nhỉ? Oh wow. Mình thích Cam Ninh hơn anh em ạ. Hai phe Ngô và Thục vậy cùng phe luôn ạ. Ảo thật đấy nhỉ. Ông kia dùng súng ngầm ạ. Ảo thật. Lâu Bị dùng súng ngắm ạ. 46 à. Vãi nồi ạ. Bách phát bách trúng luôn. Súng khỏe lắm anh em ạ. Một người đánh cận, một người đánh xa ha. Hợp lý nhỉ. Mình chỉ đánh cận chiến thôi. Ủa khỏe thế. Ui cái nồi gì đấy. Cái nồi gì đấy. Để con boss đi đã. Đúng rồi. Ui Lưu Bị khỏe thế nhở. Lưu Bị khỏe vãi cả nồi luôn ấy. Đạn này từ lấy đạn ra.
Súng ngầu quá, quân sư có thể cho ta một khẩu súng không? Tiểu tử ngươi vẫn chưa đủ trình, từ từ rèn luyện thêm. Chúa công nói đúng, nên luyện súng đột kích của ngươi cho thuần thục đã. Ta sẽ có đến giúp các ngươi, có thể là hỗ trợ mình tí thôi anh em ơi. Bắn bá thế nhở? Bắn bá thế thì anh chịu được. Quá bá đạo luôn. Chúng ta sẽ có quà này, quà phúc lợi hàng ngày này, đăng nhập ngày sau tặng quan vũ. Wow, kinh đấy. Ngày 2 anh sẽ nhận được quan vũ nha. Anh em chỉ cần chơi 2 ngày thôi. Ví dụ ngày mai mở cửa server đúng không, thì ngày kia là anh em sẽ nhận được quan vũ ha. Hiện tại đây là server thử nghiệm hay sao anh em ạ? Thế hiện tại là tôi cũng chưa thể nhận được ấy. Đây, ba quy đây. Ok. Đột kích. Rồi, chúng ta server này hiện tại đang bảo trì, dĩ nhiên là dùng cho những tài khoản thử nghiệm thôi. Mình được đăng ký may mắn lại được chọn. Thế đấy, chắc là mình sẽ không nhận quà đâu, tại vì là cái quà nó chưa hoàn thiện ấy. Dĩ nhiên rồi, thì mình sẽ vào lại và tiếp tục là phiêu lưu và khám phá cái này thôi nha. Chúng ta tiếp tục có xuất trình không? Triệu hồi không? Triệu hồi tướng đi ha. Mình thì mình có 10 cái cuộn giấy gì đó này. 10 lần. Oh, wow. Đấy, mua 10 lần đây. Súng. Oh, ai đây? Thái Sử Từ à? Wow. 6 năm luôn ạ, bá đạo thế. Phẩm chất S. Ở được một ông Thái Sái Tử Tử rồi. Là ngon nhất rồi. Hết tiền rồi. Tôi cũng muốn có thêm ấy, có thêm tiền ấy, nhưng mà chỉ đến thế thôi. Tướng đâu nhỉ? Quyết chiến đỉnh cao, chúng ta cứ đi cái này đã, đi cái map này đã. Nhận thêm một cái hòm này. Dương chưa đủ cái số sao nên chưa thể nào mà lấy được nhá. Ồ, Thái Sử Từ 3 sao luôn ạ. Má ơi, xuống 6 năm hẳn hoi nhá anh em ơi. Bá đạo thật sự luôn anh em. Game đồ họa đẹp quá nhờ. Rồi ta sẽ thử Thái Sử Từ xem nó bá đạo đến mức nào. Wow. Nghi ngờ lớn nhất là hải sản và động vật hoang dã. Woo. Súng 6 năm nay thì gửi yêu cầu cứu viện cho người khác đến chi viện. Quân sư ra cát lượng của tôi nhưng tôi không cần đâu. À đây, thêm đạn ha. Wow, súng 6 năm này thì bá đạo rồi. Gà, trâu bò, lợn, gà các kiểu. Chó. Ôi, chó nó hóa thành chó zombie rồi. Nào 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 nào. Ui 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 ui. Trời ơi, bá đạo thế. Và cái trong này có cả chế độ auto nha anh em. Mấy con chó này, mấy con chó này đấu với tôi á. Đây này, chế auto này anh em. Thì đổi vũ khí. Tiếp tục. Auto à, chế độ auto bắn à. Bắn một hướng. Cài đặt đổi vũ khí. Cài đặt tự động đánh. Đây. Bây giờ tự động bắn nha anh em, cho có thể tự động bắn được luôn ấy. Mình nghĩ là gặp quái tới tự động bắn anh em ạ nhá. Đấy. Mình không cần phải chỉnh hướng à. Tiện hơn rất nhiều luôn. Ui, hóa con trâu ạ. Mấy lúc còn cần phải nạp đạn à. Cái thanh dưới là phải nạp đạn đấy. Hoặc là xuống nó nóng quá, đúng rồi. 6 năm rồi nó sẽ nóng quá. Mình chỉ cần quay lại thôi. Nó tự động nó bắn luôn anh em ạ. Đấy, xuống nó nóng quá ha. À, mình chưa sử dụng cái này. Mình thích cái này hơn là cái đặt bom của Thái Sử Từ nha anh em. Thì mình đặt cái kiểu nó khá là đáng khó chịu ấy. Wow, vãi nồi cái gì đây? Thiên Long Nhân. Vãi nồi, cái nồi gì đây? À, súng nó nóng quá. Hóa thành con trâu ạ. Mẹ nó.
Có khi tôi phải đổi nhân vật thôi anh em ơi. Nạp đạn đi bạn ơi. Đạn đây. SOS. Cứu help me. Tôi bị chó dồn anh em ạ. Tôi bị chó dồn. Ai chà 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 chà. Tôi phải thay đạn. Tôi phải nạp đạn anh em ạ. Và súng nó còn nóng hay sao ấy. Nào lại hóa thành con đấy tiếp. Con bò. Ui choáng ạ. Gây choáng ạ. Xôi ôi đơn giản nhờ. Chúng ta đã tiêu diệt được con tướng rồi anh em ạ. Con này là con Hạ Hầu Đôn đúng không anh em? Cái thằng lúc nãy hóa anh zombie ấy. Quá hoàn hảo luôn. Quá tuyệt vời luôn. Còn gì còn lấy được đó. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé. Mình sẽ để link tải phía dưới.